Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Spargazer, chiếc xe MPV 7 chỗ đa dụng của bên nhà Hyundai mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2023 này, thời điểm giữa tháng, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn chính sách giá bán tại thời điểm này, giảm giá cực sâu, giảm giá sâu nhất từ trước tới nay dành cho Hyundai Spargazer với mức giảm giá từ 80 đến gần 100 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Chiếc xe này đang nằm trong cái diện thanh lý xả kho của bên phía đại lý. Những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đã đang cần tìm một chiếc xe 7 chỗ ngồi đa dụng, chạy công việc, chạy gia đình với giá rẻ thì Hyundai Spargazer tại thời điểm này, sau khi trừ đi chương trình khuyến mại, mình nghĩ rằng rất đáng để mọi người quan tâm. Chiếc xe này thì hiện tại đang ở cùng phân khúc, đang cạnh tranh với cả Suzuki XL7 hay là Mitsubishi Xpander hay là Toyota Veloz Cross. Với Spargazer thì các bạn sẽ có tổng cộng là 3 sự lựa chọn: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Cả 3 phiên bản đều sử dụng máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước. Chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp quý chị các bạn nhé, mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Cái ưu điểm của Spargazer đó chính là không gian nội thất cực kỳ rộng rãi và thoải mái các bạn nhé, rất là đa dụng. Quay trở lại với cái video thì mình xin phép là cập nhật cái mức giá giảm sâu nhất tại thời điểm này để anh chị chúng ta tham khảo, chúng ta cân đối. Đầu tiên là Hyundai Spargazer phiên bản 1.5 tiêu chuẩn, bản tiêu chuẩn là bản thấp nhất. Bản này đang có mức giá là 575 triệu đồng và tại thời điểm này tại đại lý của mình có thể giảm giá cho chiếc xe, có thể giảm giá cho chiếc xe này hơn 80 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Như vậy là giá của một chiếc xe 7 chỗ MPV dưới 500 triệu, đâu đó giá bán chỉ có 494 triệu đồng thôi. Vậy Spargazer 1.5 tiêu chuẩn này lăn bánh ở tỉnh là 556 triệu, ở Hà Nội là 587 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 576 triệu đồng các bạn ạ. Ở tỉnh là 556, Hà Nội là 587 và thành phố Hồ Chí Minh là 576. Mức giá lăn bánh rất đáng để khách hàng chúng ta quan tâm, đặc biệt là những khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ các bạn ạ. Cái tầm tiền này, chiếc xe này thì có cái ưu điểm nữa, đây là một phiên bản số tự động các bạn nhé. Bản tiêu chuẩn này là số tự động. Ngoài ra sẽ còn những cái chương trình về quà tặng phụ kiện đến từ bên phía đại lý nữa. Thảm sàn, bọc vô lăng da, nước hoa, thẻ bảo dưỡng dịch vụ 5 triệu đồng. Đó, đó là Spargazer 1.5 tiêu chuẩn. Trả góp cái bản tiêu chuẩn này thì ở tỉnh số tiền mà chúng ta sẽ cần chuẩn bị sẽ là 170 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 201 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 190 triệu đồng. Spargazer 1.5 tiêu chuẩn trả góp ở tỉnh tối thiểu là 170, Hà Nội là 201 và thành phố Hồ Chí Minh là 190 quý chị các bạn nhé. Cái mức giá mà so với thời điểm trước thì gần như là tăng cường thêm gần 30 triệu đồng nữa quý chị các bạn ạ. Mức giá này thì đại lý đang có sẵn xe màu trắng, màu đen quý chị các bạn nhé, màu xám, giao ngay và luôn với phiên bản tiêu chuẩn này. Mức giá bán chỉ ngang với những phiên bản chiếc xe sedan phân khúc cỡ B bản thiếu, ví dụ như là Hyundai Accent bản thiếu mới có mức giá này thôi quý chị các bạn ạ. Tiếp theo, đó là Hyundai Spargazer phiên bản đặc biệt. Bản đặc biệt của Spargazer hiện tại đang có mức giá niêm yết là 625 triệu đồng và tại thời điểm này đại lý có thể giảm giá lên tới gần 90 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Giảm giá gần 90 triệu đồng với phiên bản đặc biệt này luôn. Và giá xe đâu đó chỉ còn là 538 triệu đồng là các bạn có thể lấy phiên bản đặc biệt này về luôn các bạn nhé. Bản đặc biệt này thì hiện tại đang có mức giá lăn bánh sẽ là 605 triệu. Nào tỉnh, ở Hà Nội sẽ là 636 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 625 triệu đồng anh chị ạ. Em nhắc lại nhé, ở tỉnh là 605, Hà Nội là 636 và thành phố Hồ Chí Minh là 625 triệu để sở hữu Spargazer 7 chỗ bản đặc biệt luôn quý chị các bạn ạ. Giá bán chỉ có 538 triệu đồng thôi, giảm giá gần 90 triệu đồng dành cho các bạn. Nếu như mua trả góp cái phiên bản đặc biệt này thì ở tỉnh chúng ta sẽ cần chuẩn bị số tiền là 175 triệu, Hà Nội sẽ là 206 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 174 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 175, Hà Nội là 206 và thành phố Hồ Chí Minh là 194 với Spargazer bản đặc biệt. Một chiếc xe MPV 7 chỗ đa dụng giá rẻ bậc nhất ở phân khúc, rẻ nhất luôn. Không chiếc xe nào có cái mức giá giảm nhiều mà lại rẻ như Spargazer tại thời điểm này. Sang cái sự lựa chọn thứ ba, đó là Hyundai Spargazer phiên bản cao cấp. Bản cao cấp thì đây là một phiên bản đắt tiền nhất rồi. Bản này đang có mức giá niêm yết là 675 triệu. Tại thời điểm này giảm giá hơn 90 triệu đồng dành cho quý chị các bạn. Spargazer bản cao cấp giảm giá hơn 90 triệu đồng anh chị nhé.
Giá bán đâu đó chỉ là 583 triệu đồng thôi. Là các bạn đã lấy bản cao cấp này về, bản đầy đủ option nhất, bản cao cấp nhất. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 655 triệu, ở Hà Nội là 487 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 673 triệu các bạn nhé. Ở tỉnh là 655, Hà Nội là 687 và thành phố Hồ Chí Minh là 673 để lăn bánh được Spaghetti bản cao cấp, giảm giá gần 100 triệu đồng luôn với bản này. Ngoài ra có những chương trình về quà tặng phụ kiện nữa. Lăn bánh ở tỉnh theo phương án trả góp sẽ là 186 triệu, Hà Nội sẽ là 220 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 207 triệu theo phương án trả góp nhé. Tỉnh là 186 này, Hà Nội là 220 và thành phố Hồ Chí Minh là 207 triệu. Đấy, đó là Stargazer tại thời điểm này. Đại lý cũng đang còn xe giao. Nếu như các bạn mà chạy công việc, chạy dịch vụ thì phiên bản tiêu chuẩn của Vinay Stargazer mình nghĩ là không thể bỏ qua. Quý vị các bạn nhé, không thể bỏ qua. Với cái việc có 7 chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, không gian nội thất cực rộng luôn. Ngoài ra thì chúng ta còn có nhiều cái chức năng đa dụng nữa. Và chiếc xe này lại cả 3 phiên bản đều là số tự động quý vị các bạn nhé. Stargazer không có số sàn đâu. Bản số tự động mà giá như vậy thì rất đáng để mọi người quan tâm đấy ạ. Dưới góc trái màn hình này là số hotline của Hyundai. Các bạn ở miền Bắc thì nhờ các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam, để chúng ta có thể cập nhật cái mức giá, những cái thông tin cụ thể hơn nữa về phương án lấy xe, màu xe, nếu như chúng ta có nhu cầu xác định lấy về chiếc xe này. Nếu các bạn lái thử thì mình nghĩ chúng ta sẽ có nhiều cái cảm nhận khác nhau, từ cảm giác lái, không gian lái và không gian nội thất của xe khi mà cảm nhận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau của Top Car VN. Xin chào ạ.